Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa kèm gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt bị gãy đổ. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cây đổ đã làm hư hại các hệ thống đường dây điện thoại, lưới điện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại đường Hồ Tùng Mậu, một cây thông cổ thụ đã bị gió quật rơi xuống đường, rất may là sự cố không gây thiệt hại về người. Trong khi đó, hai cây thông cổ thụ khác trên đường Hoàng Văn Thụ cũng bị bật gốc, tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một mái nhà người dân và làm nghiêng một trụ điện. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt thu dọn giải tỏa hiện trường, ngành điện lực cũng đã đến hiện trường sửa chữa hệ thống điện, khắc phục sự cố do cây gãy đổ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh, các sở ban ngành, các huyện, thành phố về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.